Dương Ân xin được gửi tới tất cả quý vị một ca khúc hay cho những món quà chúc mừng trong buổi tối ngày hôm nay và sáng tác đã mất tệ đời. Tôi là một ngôi sao. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Quý vị ở phía dưới có thể dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hey, let's go!